Từ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến với bộ phim có số lượng diễn viên đông đảo cùng nhiều quốc tịch nhất nền điện ảnh Việt. Một bộ phim về Hà Nội của thời cha ông và có thể là cũ kỵ của chúng ta. Trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp hơn 80 năm về trước, bạn có thể không biết mấy quán ăn Hà Nội được PR trên mạng dù đã ở Hà Nội cả đời, nhưng chắc chắn bạn không nên bỏ qua bộ phim Hà Nội nếu bạn là một người yêu nước, sống mãi với thủ đô. Đến với bộ phim Hà Nội có tuổi đời gần 30 năm với một Hà Nội 80 năm trước đó, thời điểm mà quê trắng hay phóng lợn không phải thước đo độ ngầu, mà thay vào đó là mũ phớt và súng lục. Cả xã hội không phải là Phan Tuyển Ý hay Sikon, mà là gia nhập đội tự vệ để đánh Pháp. Thế thì phải gia nhập tự vệ ngay đi. Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, nói về thời điểm thực dân Pháp quay trở lại gây hấn dưới danh nghĩa bảo vệ trị an cho người Việt Nam bằng các hành động hết sức bảo vệ trị an như đeo gái trên xe mu chân để bảo vệ trị an, bắt người không liên quan gì đến trị an để bảo vệ trị an, tàn sát thường dân để bảo vệ trị an, đập phá để bảo vệ trị an, đòi tước vũ khí của những người trị an để trị an. Hỡi các bạn tự vệ, hãy quy hàng, người Pháp sẽ bảo vệ an ninh cho các bạn. Gửi tối hậu thư đe dọa chính phủ đầu hàng không thì sẽ dùng vũ lực để đảm bảo trị an. Nó hẹn 20 giờ lấy trị an. Đối đầu với lính Pháp mang danh nghĩa trị an để lăm le xé hiệp ước, bộ đội chính quy và chính phủ phải rút lên chiến khu, chỉ còn lại những người Hà Nội từ mọi tầng lớp, không phân biệt già trẻ gái trai sang hèn, nghề vua mân đàn vót giờ quy bù, tất cả đều cố gắng ở lại để chiến đấu và cầm cự địch. Họ tự lập thành các đơn vị vệ quốc quân đoàn và tự vệ, mang chung lòng căm thù quân Pháp xâm lược bằng văn mẫu, bằng hành động và bằng văn mẫu và hành động cùng một lúc. Chúng ta có Vi Dân, một trong những chỉ huy đội tăng thiết giáp, luôn thể hiện là người cần mẫn và nghiêm túc bằng cách gọi mọi người là đồng chí. Xin lỗi đồng chí nhé. Đồng chí sẽ kháng chiến ngay tại nhà mình. Quốc Vinh, lãnh đạo liên khu, người luôn đi sau tiếng gọi của mình. Kiểu ông ấy bị lá phổi. Giáo sư Trần Văn nhưng lại dạy lịch sử, vì phận nghèo nên đành nhìn người mình yêu lấy chồng giàu. Chiến đấu cùng Trần Văn là Nhật Tân, không phải do anh đấu thầu cầu đường, mà vì tên anh là Nhật ghép với tên bạn thân anh là Tân, người không thể xuất hiện nếu thiếu đi mũ phớt, kính râm, tay lục và một con chó. Tân Thiện Xạ, bạn thân của ông vừa nói ở trên, một công tử nhà giàu với những cách cực kỳ riêng biệt để chống Pháp như mở tiệc nướng trong nhà có người phục vụ, ngủ với gái Pháp để trả thù thực dân, diện com lê mũ phớt khi đang chiến đấu, tặng bạn thân súng cho bạn đi đánh Pháp, và còn rất rất nhiều nhân vật nữa. Từ đứa trẻ ban báo và đứa trẻ đánh giày này, cho đến cả những nhân vật có thật như đại tướng Võ Nguyên Giáp hay anh Lê Gia Định trong 7 năm 54, mặc dù đối đầu với một đội quân Pháp thiện chiến có nhiều vũ khí hiện đại, xe tăng xịn sò, máy bay tối tân nhưng vẫn bị súng trường bắn hỏng. Các chiến sĩ vệ quốc đoàn và tự vệ Hà Nội vẫn kiên trì bám trụ, giữ vững Hà Nội trong 60 ngày, sau đó rút lui thành công khỏi thành phố để tiếp tục kháng chiến lâu dài. Bất chấp sự khó khăn và chênh lệch tồi tệ như thể trận chiến này được cân bằng bởi riot, các chiến sĩ quyết tử quân vẫn chiến đấu, khiến cho quân Pháp phải trả giá đắt. Tuy nhiên, họ cũng chỉ là những con người bình thường, vẫn có những phút giây hoảng sợ hay thậm chí là tự kết liễu mình để khỏi xa vào tay giặc. Nay nguyện cùng chết để khỏi xa vào tay giặc. Nhưng sau cùng tất cả vẫn dũng cảm đứng lên để chiến đấu bảo vệ ngôi nhà, mái ấm của mình và chứng minh rằng súng vẫn chưa phải là môn công phu mạnh nhất. Với nội dung thực hiện sâu sắc, tình tiết lãng mạn hào hùng, Sống mãi với thủ đô mang đến cho ta một câu chuyện lịch sử lôi cuốn của những người Hà Nội trong buổi đầu kháng chiến. Mặc dù còn nhiều hạn chế về cảnh quay và kỹ thuật hiệu ứng, nhưng bộ phim vẫn thể hiện cực tốt vai trò và tính cách của từng nhân vật, giúp người xem cảm nhận được không khí và cảm xúc trong trận chiến hào hùng. Thứ mà một số phim lịch sử Việt Nam dạo gần đây không làm được. Với sự tham gia của Xung phong! Xung phong! Xung phong! Graffiti thời chống Pháp, thiết kế poster thời chống Pháp, báo chí thời chống Pháp. Áo đây, tin tức đặc biệt đây. Hồ Chủ tịch ra lời hiệu triệu toàn quốc kháng chiến đây. Hội người Pháp nói tiếng Việt. Diệt binh đó. Không. Diệt binh đó. Hội người Việt nói tiếng Pháp. Ba đầm. Aston không của moi. Lưng bổng người Hoa Kiều. Khi bạn có năng lực nhưng mọi người lại nghĩ đấy là siêu năng lực. Các anh lại bảo súng của anh là súng thần, có mắt là noi. Khi bạn nhận được cuộc gọi mời mua bảo hiểm. Để xem có thật không. Khi bạn bị gọi trả bài nhưng chưa học gì. Anh gì, chúng tôi về. Khi bạn đang ôm người yêu ngủ nhưng thằng bạn lại rủ đi nét. Bước đi cho người ta ngủ. Sống mãi với thủ đô.